chuyện đời lính. Trường Đông và các bạn hữu thực hiện. Trân trọng kính chào quý chiến hữu. Tổ quốc dân dự rất rất nhiều. Năm xưa dưới nhịp bước quân hành hùng tráng, những người lính Việt Nam Cộng Hòa là những người con trung hiếu của tổ quốc đã hiến dâng xương máu mình để bảo vệ đồng bào, giữ gìn lãnh thổ quê hương. Chuyện đời lính. Mời các chiến hữu theo dõi bài viết Lữ đoàn 1 nhảy dù trong những ngày cuối cùng tại miền Nam Việt Nam. Bài của chiến hữu Nguyễn Văn Đỉnh, trích trong đặc san Mũ Đỏ số 34, Giáp Thân 2004. Xin hãy coi đây như một nén hương lòng để ngậm ngùi tưởng nhớ những chiến hữu nhảy dù, lữ đoàn 1 nhảy dù, thiết giáp tăng phái đã anh dũng chiến đấu rồi hy sinh tại quê hương. Trong những ngày cuối, để lữ đoàn 1 nhảy dù cùng một số đồng bào và đơn vị bạn ra đi an toàn đến bến bờ tự do. Trích đoạn. Lữ đoàn 1 nhảy dù tại mặt trận Long Khánh. Vừa rời mặt trận Thường Đức và đèo Hải Vân, Đà Nẵng cuối tháng 3 năm 1975, về tới hậu cứ tại Sài Gòn được mấy ngày, chưa kịp chỉnh đốn lại đơn vị, Lữ đoàn 1 nhảy dù nhận được lệnh của tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh sư đoàn nhảy dù, phải di chuyển gấp lên Long Khánh và thuộc quyền chỉ huy hành quân của bộ tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3. Sau hơn 8 tháng quần thảo túi bụi với các sư đoàn 329B, 320 và 304 cộng sản tại quân đoàn 1, quân khu 1, bây giờ lại hành quân, đối với anh em nhảy dù chúng tôi là chuyện rất thường tình. Vì thế, đôi khi bà con, bạn bè tò mò hỏi, một năm đi hành quân mấy lần? Mấy anh em chúng tôi trả lời gọn lõn, một năm đi hành quân có một lần, nhưng kéo dài đến 365 ngày. Câu trả lời này gần đúng đến 95% sự thật. Kỳ này, Lữ đoàn 1 nhảy dù hành quân với 3 tiểu đoàn nhảy dù cơ hữu, gồm tiểu đoàn 1 nhảy dù, tiểu đoàn trưởng Thiếu tá Ngô Tùng Châu, tiểu đoàn 8 nhảy dù, tiểu đoàn trưởng Trung tá Đào Thiện Tuyền, tiểu đoàn 9 nhảy dù, tiểu đoàn trưởng Trung tá Nguyễn Văn Nhỏ, và đại đội 1 trinh sát nhảy dù, đại đội trưởng Phạm Minh Đăng, được yểm trợ bởi đại đội 3 công binh nhảy dù và đại đội 1 quân y nhảy dù và tiểu đoàn 3 pháo binh nhảy dù, tiểu đoàn trưởng là Thiếu tá Nguyễn Văn Thông. Lệnh hành quân quá gấp rút,
ngay đêm đầu tháng 4 1975, trong khi dân Sài Gòn còn yên giấc, toàn bộ lữ đoàn 1 giả dù đã ngồi trên một đoàn quân xa di chuyển về hướng Long Khánh. Đến nửa đêm hôm đó, các đơn vị đã hoàn tất bố trí trong đám rừng cao su hai bên đường, cách ấp Mẹ Bồng Con của tỉnh Long Khánh không bao xa. Tiểu đoàn chính nhảy dù xuất phát khoảng nửa tiếng sau, thì có nhiều tiếng súng nổ ở phía đông. Với chiến thuật diệt chốt tinh xảo rút tỉa từ những kinh nghiệm ở các chiến trường Quảng Trị và Thường Đức, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ sau, trung tá nhỏ tiểu đoàn trưởng báo cáo về bộ chỉ huy lữ đoàn. Đại đội 93, đại đội trưởng là đại quý Đinh Văn Tường, con gà cứng cựa của Cửu Long, biệt danh của tiểu đoàn chính nhảy dù, đã bứng rễ chốt địch với 12 tên nằm tại chỗ, một súng cối 61 ly và 9 vũ khí cá nhân. Một số địch chạy về hướng đông bắc, tiểu đoàn đang trên đường đến ấp Bảo Định. Tiểu đoàn 8 nhảy dù xuất phát sau đơn vị trên 1 giờ. Vừa rời quốc lộ 1 khoảng 600 thước về phía bắc thì chạm súng với một tổ tiền đồn của địch trong đám rừng chồi. Tôi rất vui mừng báo cáo tin này cho tướng Đảo. Như vậy, ước tính không sai, tôi tiếp tục cho lệnh tiểu đoàn 8 nhảy dù. Đại đội nào chạm địch cứ tiếp tục sấn tới, tiến được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sử dụng một đại đội khác bọc bên phải, thêm một đại đội khác nữa bọc bên trái. Hai đại đội này nếu chạm súng địch cũng sấn tới như vậy. Kết quả đúng như ý muốn. Theo kiểu điều quân tương tự, tiểu đoàn 9 và 8 nhảy dù đã phải tung đến đại đội tác chiến thứ 4 cũng chạm địch luôn. Trung tá Tuyên nói với tôi không còn dự bị. Anh đừng lo, tôi còn cả thằng 1, tức tiểu đoàn 1 nhảy dù. Bây giờ mình đã nhận diện được đội hình của địch, Thông già sẽ làm việc. Thiếu tá Thông lúc nào cũng sẵn sàng hàng trăm quả đạn pháo binh 105 ly để rót xuống đội hình của địch. Trung đội này chạm súng thì trung đội khác phải bọc bên trái tiến tới. Các đại đội của tiểu đoàn 8 nhảy dù dàn hàng ngang để tiến tới. Đội hình chung của tiểu đoàn như một hình vòng cung, hai bên khép lại từ từ thành thế bao vây địch. Nhắc đến cuộc hành quân tại Long Khánh năm 1975, mà quên kể đến nhiệm vụ và thành quả đạt được hết sức xuất sắc của một toán quân nhân truyền tin đặc biệt, gồm 5 người, thường do một thượng sĩ chỉ huy, góp phần không nhỏ vào những chiến công của đơn vị thì quả là thiếu sót và thiên lệch. Nhiều tác phẩm hoặc báo chí kể về những cuộc hành quân và những chiến thắng lẫy lừng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà quên nhắc đến những chiến sĩ âm thầm này thì thật là đáng tiếc. Toán truyền tin này từ phòng 7 Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tăng phái thấp nhất đến cấp lữ đoàn với nhiệm vụ nghe dò đài địch. Sở dĩ một phần tôi nhắc đến toán này để các bạn hiểu được tình trạng bi đát của các đơn vị cộng quân đang bị tiểu đoàn 8 nhảy dù bao vây như thế nào. Các mật điện của địch do ta thu được và giải mã nguyên văn như sau: tình hình rất nguy ngập, đồng chí N và nhiều đồng chí đã hy sinh. Chúng tôi đã chôn cất tử tế. Chúng tôi đang tìm lối ra. Đi hướng nào cũng gặp ngụy dù. Lương thực đã hết. Hiện có hơn 100 đồng chí đã hy sinh, phải chôn tại chỗ. Rất nhiều anh em bị thương. Vũ khí và máy thông tin không thể mang theo được. Xin thủ trưởng quyết định và cho chi viện. Bản tin nhận từ thủ trưởng: vũ khí và máy móc không mang đi được thì chôn tại chỗ và đánh dấu. Ngài trở lại sẽ tìm sao. Đồng chí phải nhắc nhở các anh em luôn luôn nhớ hai chữ lục quân trên đầu và những chiến thắng Điện Biên Phủ, Tàu Âu Đỏ. Tối nay sẽ có một xe trinh sát kéo các đồng chí ra. Tiểu đoàn 8 nhảy dù, đại đội 93 tiếp tục thu hẹp dòng dây. Tiểu đoàn 1 nhảy dù đang ở phía đông ấp Bảo Định, được điều động ngay chiều hôm đó lên dăng một tuyến dài bắc nam hướng về phía đông chờ địch. Sau lưng tiểu đoàn 1 nhảy dù là tiểu đoàn 8 nhảy dù và đại đội 93 nhảy dù đang siết chặt đám tàn quân địch. Tôi cho thiết lập các quả tập dự trù trước phòng tuyến tiểu đoàn 1 nhảy dù. Chập choạng tối, đại đội trinh sát cộng quân xuất hiện và xa vào bẫy tiểu đoàn 1 nhảy dù, không một mong thoát. Trở lại các mật điện Việt Cộng,
Hiện nay tôi chỉ còn 39 đồng chí khỏe mạnh, gần 200 thương binh, di chuyển rất khó khăn, không gặp được trinh sát. Tôi sẽ cho V2 chi viện tối nay, các đồng chí phải giữ vững tinh thần. Tiểu đoàn 1 Gia Du vẫn đóng vai trò cũ, được tôi cho lệnh đợi địch đến thật gần, từ 50 đến 100 thước, hãy kêu các quả tập pháo binh chụp xuống đầu chúng. Tiểu đoàn 3 pháo binh Gia Du lại có dịp làm ăn nhiều. Khoảng 11 giờ đêm đó, địch xuất hiện dưới các tàn cây, hầu hết trước tuyến án ngữ của tiểu đoàn 1 Gia Du. Đợi địch tiến đến gần thêm nữa, 100 thước, rồi 80 thước. Chắc hẳn các chiến hữu của tôi nôn nao lắm rồi, anh em pháo thủ cũng nóng ruột nữa. Chỉ vài phút sau, 300 quả đạn pháo 105 ly vừa chạm nổ vừa nổ cao trút xuống trận địa và xóa sổ đơn vị chót của trung đoàn 141 công trường bãi Việt Cộng. Pháo binh dù đã cày nát những vườn cam, vườn xoài và sát Việt Cộng. Trong chiến tranh phải chấp nhận những tổn thất chút ít về tài sản. Tiểu đoàn 1 Gia Du chỉ sử dụng vũ khí cơ hữu sau khi chất phai để thanh toán nốt những tên cuối cùng. Sau đó tiểu đoàn 1 Gia Du án ngữ tại chỗ chờ lệnh. Một điều may mắn đến với tàn binh cộng sản trong vòng vây. Trích bản tin nhận được của Việt Cộng như sau: báo cáo đồng chí thủ trưởng, vũ khí và máy móc tôi đã cho lệnh liện xuống một cái giếng cạn. Hiện nay chúng tôi đã lạc được vào một căn nhà rất to, có hầm trú ẩn cho các thương binh và có đầy đủ lương thực ăn hàng tháng. Các đồng chí khỏe mạnh được bố trí xung quanh vườn cây ăn quả để bảo vệ. Xin đồng chí yên tâm, khu nhà này được bao bọc 5 lớp kẽm gai và có máy thông tin. Tôi nhận được báo cáo của tiểu đoàn 8 Nhã Dù. Địch đã chui vào một ngôi nhà lớn ở giữa vườn cây chôm chôm và chúng đã đào hố chiến đấu dưới gốc cây. Xung quanh vườn này là 5 lớp rào kẽm gai dày đặc, rất khó vào. Chúng tôi tiếp tục bao vây nhưng không thể chui qua dây kẽm gai. Mình ló ra là tụi nó thấy liền. Anh trả thằng Tường về cho ông già nó. Tôi trả lời, chỉ dùng 2 đứa con bao vây là đủ. Phần còn lại rút ra gần quốc lộ 1 chờ lệnh. Tôi có đem việc này trình cho tướng Đảo và hỏi xem ngôi nhà Việt Cộng đang tá túc là của ai. Sau đó được biết, đó là nhà của Tổng thống Thiệu và hàng rào 5 lớp kẽm gai kỹ lưỡng là do Liên đoàn 5 công binh thực hiện. Tôi nhăn nhó, đại ca lo thủ kỹ quá, chỉ khổ cho mấy thằng đàn em thôi. Trong khi để cho anh em công binh huấn luyện tại chỗ và cấp thời cho binh sĩ tác chiến học sử dụng băng ga lo và chuẩn bị chặt tre để cột thuốc nổ luồn vào phá hàng rào, thì tôi nhận được mật điện Việt Cộng như sau: sườn phía nam của địch đang ở, tối nay đồng chí điều 2 dê tấn công từ nam lên bắc. Đánh nhau như đánh cờ, có lẽ còn nắm chắc phần thắng hơn đánh cờ, vì biết trước địch sẽ tấn xe làm sao, lui mã thế nào. Thật ra tôi để mặt phía nam của lữ đoàn 1 Nhã Dù hở, không cần thiết phải rút quân, vì từ ven quốc lộ 1 xuống phía nam là một bãi đất trống, hay nói chính xác hơn là những cây cao su đã được chặt còn ngang đầu gối. Bề ngang chạy dài từ quốc lộ là 2 cây số, bề rộng ăn sâu đến mí rừng cao su khoảng 1 cây số. Cần đặt 2 tổ báo động như đã có sẵn là đủ quan sát xa ngày và đêm. Hơn nữa, đơn vị thuộc lữ đoàn đều đóng quân biệt lập theo kế hoạch phòng thủ chu vi. Kinh nghiệm Tết Mậu Thân tại Quảng Trị, khi tôi còn là sĩ quan hành quân tiểu đoàn 9 Nhã Dù, đóng tại ngã ba Long Hưng, mỗi đại đội đều đóng một cụm vì lý do địa thế, cách nhau từ 100 thước hoặc hơn một chút. Khi tấn công, địch sa vào mạng lưới nhện vì bị tứ phía bắn tới, luống cuống như lạc vào mê hồn trận. Ở đây cũng vậy thôi, chúng lại đoán lầm rồi. Nhưng bây giờ do mật điện Việt Cộng biết trước được ý đồ của địch, tôi lại có kế hoạch hành quân hơi khác. Tận dụng tối đa quả lực của pháo binh, các đại đội tác chiến chỉ là mồi nhử, quan sát và điều chỉnh pháo binh cho chính xác, sau đó bung ra lục soát, khai thác chiến thắng, chỉ sử dụng vũ khí cơ hữu khi thật cần thiết. Đối với các cấp chỉ huy của ta, tính mạng của các chiến hữu rất quý, khác với quan niệm của cộng quân trong chiến thuật biển người.
con người chỉ là những con số vô tri, những dụng cụ sẵn sàng vứt bỏ khi sử dụng xong, vắt chanh bỏ vỏ, và cứu cánh biện minh cho phương tiện mà. Kỳ này, ta sẽ cho trận đánh địch từ xa kháng tuyến chính mà không cần nhiều quân, sử dụng đại đội 94, đại đội 93 thuộc tiểu đoàn 9 nhảy dù. Ngay sáng trưa hôm đó di chuyển gấp vào mí rừng cao su, mỗi đại đội chia ra bố trí 3 điểm, tổng cộng 2 đại đội chiếm giữ 6 điểm, dàn hàng ngang có đánh số 1 tới 6, mỗi vị trí cách nhau 100 thước, vẫn quan sát thấy nhau và đủ an toàn để pháo binh tác xạ nếu cần. Anh em binh sĩ đào hầm hố gấp rút, gài lá ngụy trang và chờ đợi. Tôi chỉ thị cho thiếu tá Thông làm sẵn các yếu tố pháo binh cho các quả tập tiên liệu trước phòng tuyến và xung quanh hai đại đội trên. Trong trường hợp này, hai đại đội được vào hệ thống liên lạc truyền tin trực tiếp với lữ đoàn và bảo đảm có đầy đủ sĩ quan tiền sát viên pháo binh. Chúng tôi không phải chờ đợi lâu, vì đây là trung đoàn thứ hai của công trường bãi sư đoàn bãi, ỷ quân số đông và ước tính sẽ chọc thủng phòng tuyến ta từ hướng ít đề phòng nhất. Nên trời mới chập chọn tối, địch đã xuất hiện khá nhiều, lấp ló dưới hàng cây cao su từ xa. Hai tiểu đoàn địch dàn hàng ngang tiến tới. Có lẽ chúng tính toán vượt đồng trống phía nam quốc lộ 1 vào lúc trời tối hẳn là lúc không bị ta quan sát, với hy vọng đánh tan những đơn vị sừng sỏ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời giải dây cho hơn 200 thương binh và 39 tên còn sống sót. Chúng không ngờ bẫy của ta đã vươn sẵn từ xa cách quốc lộ 1 hơn 1 cây số. Tiểu đoàn 1 nhảy dù vẫn bố trí ở phía đông ấp Bảo Định. Tiểu đoàn 8 nhảy dù là lực lượng trừ bị ưu tiên số 1 nằm phía bắc quốc lộ 1. Tiểu đoàn 9 nhảy dù là lực lượng trừ bị ưu tiên số 2 nằm phía tây liên tỉnh lộ 2. Cho phép tôi hãnh diện nói theo ngôn ngữ quân sự một chút, vì đây là trận thắng cuối cùng toàn vẹn nhất của binh chủng nhảy dù trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nếu mí rừng cao su là tuyến xuất phát để từ đó địch tiến lên tấn công ta, thì đội hình của địch đã bị tan vỡ ngay ở khoảng giữa vị trí tấn công và tuyến xuất phát. Địch bị pháo binh ta dập xuống như mưa bão, vừa nổ cao vừa chạm nổ. Khi còn cách tuyến xuất phát thì hy vọng gì còn dở trò tiền pháo hậu sung ở mức xung phong. Các khẩu đại bác 105 ly của tiểu đoàn 3 pháo binh nhảy dù chuyển từ quả tập này sang quả tập khác theo yêu cầu hai đại đội tác chiến bắn đến đỏ đồng. Đại Quý Cường và Trung Quý Thanh đưa nhau báo cáo về bộ chỉ huy lữ đoàn nhảy dù. Một số lớp địch chết tại chỗ, đội hình của địch bắt đầu tỏa động ra hai bên sườn quân ta, nhưng vẫn chạm tuyến phòng ngự của hai đại đội này và trận tuyến dài hơn nửa cây số. Ngoài ra, địch còn chạy tứ tung vào khoảng giữa các vị trí đông quân, có lẽ muốn bám gần ta để tránh pháo binh. Các chiến hữu của tôi vốn đã ngứa tai và lên cò từ lâu, có dịp xả súng đủ loại bắn vịt con không còn một bông. Mặc dầu địch chưa tỏa nổi quân sang bên sườn, nhưng đã có sẵn những quả tập dự trù xung quanh hai đại đội đang chạm địch. Tôi cũng cho lệnh thiếu tá Thông bắn hai bên sườn một chút cho ấm. Mấy con gà cồ lại đua nhau gái hai bên sườn quân bạn. Cuộc chiến đến khuya thì tàn hữu dần, trời quá tối không tiện cho quân ta bung ra lục soát, dù có thể sử dụng quả châu soi sáng. Trên bãi chiến trường, thỉnh thoảng có chút đèn le lói, có lẽ địch tản thương hay lo kéo sát. Pháo binh của ta cũng bắn đạn nổ cao trên những ánh đèn, mỗi nơi vài quả theo yêu cầu của các đại đội để gây khó khăn cho địch. Tổng cộng 18 khẩu đại bác 105 ly của dù đã khạc ra gần 1.000 quả đạn trong đêm. Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, hai đại đội trên đã tung quân ra lục soát trong tầm 200 thước phía trước và xung quanh vị trí, khoảng 300 sát địch tanh banh đây đó. Phe ta có hai binh sĩ bị thương nhẹ nơi tay vì mảnh đạn pháo binh văng phải. Hai đại đội nhảy dù đã tiêu diệt gần hai tiểu đoàn tổng quân, thật đáng hãnh diện về chiến công hiếm có này. Tuy nhiên, tôi không cho hai đại đội này lục soát xa hơn nữa. Bài học của tổ tiên ta dạy phải nhớ đời, tham thì thâm. E ngại xa vào bẫy của địch vì biết chúng còn khá nhiều quân ở phía đông nam đồn điền cao su Xuân Lộc. Trong giai đoạn giữ nước lúc bấy giờ, ham hố lấy được một số ít vũ khí của địch
để rồi gặp nguy hiểm thì quả thật không có gì ngu hơn. Đuổi địch ra khỏi lãnh thổ của mình và bảo vệ dân thật sự là nhiệm vụ hàng đầu của một quân nhân. Do Trường Đông và các bạn hữu thực hiện tới đây tạm chấm dứt. Xin tạm biệt các bạn hữu và hẹn tái ngộ vào kỳ tới.